Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay sẽ là Xabi Alonso phiên bản CC. Nhắc đến cái tên Xabi Alonso là nhắc đến một anh chàng tiền vệ với phong cách thi đấu cực kỳ điềm tĩnh, với kỹ năng phân phối bóng thượng thừa, mà cụ thể hơn là khả năng thực hiện những đường truyền dài với độ chính xác cực cao và cũng cực kỳ khớp nhịp di chuyển của người nhận bóng. Cái cách mà Alonso luôn chuyển quả bóng luôn rất nhẹ nhàng và đầy sự tinh tế. Dù không sở hữu hai chân 5 năm, nhưng xét riêng về khoảng chuyền chọn, anh em không cần phải bận tâm gì nhiều. Dù có thực hiện một đường chuyền bóng bằng chân không thuận, đó không bao giờ là vấn đề với tiền vệ người Tây Ban Nha. Không chỉ mạnh trong những tình huống phát bóng dài chuyển đổi trạng thái, Alonso khi dâng cao hỗ trợ tấn công cũng có thể cho ra những đường chọc khe chết người, đặt đồng đội của mình vào những vị trí không thể không ghi bàn. Khả năng giữ bóng của tiền vệ người Tây Ban Nha là rất tốt, sẽ rất khó để ai có thể lấy được bóng trong chân của anh, nhưng chủ yếu là để giữ bóng ở khu vực giữa sân hoặc xoay sở để tìm hướng phát triển những đường bóng tiếp theo, chứ không dễ để anh em có thể rơi bóng qua người với Alonso. Khả năng hỗ trợ phòng ngự của tiền vệ người Tây Ban Nha cũng khá tốt, anh tương đối giữ vị trí của mình, ít khi lao lên tấn công, cũng như có nhiều tình huống bọc lót kịp thời cho các đồng đội. Kỹ năng tắt bóng của Alonso ở mức khá, một khi anh em đã chọn đúng thời điểm để tắt bóng, tỷ lệ để Alonso thu hồi lại được quả bóng cho đội nhà là khá cao. Điểm trừ của Alonso sẽ nằm ở khoảng tốc độ. Khi tấn công trong vai trò của một người kiến thiết lùi sâu, tốc độ không cao cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng khi phòng ngự, tốc độ sẽ ảnh hưởng đến khả năng đeo bám đối thủ của cựu sao Real Madrid. Trong lúc phòng ngự bằng Alonso, mình đã nghĩ nếu có tốc độ tốt hơn, mọi thứ có lẽ đã đơn giản hơn nhiều trong việc cướp bóng từ chân của đối thủ. Chính vì lẽ đó, anh em nên sắm những tiền vệ số tốc độ cao hơn để bổ trợ thêm cho Alonso, nếu không sẽ khá khó để chống những tình huống bàn bật nhanh của đối thủ. Về mặt dứt điểm, tiền vệ người Tây Ban Nha sở hữu chỉ số lục sút lên đến 115, sút sao 116 ở mức thẻ cộng 4. Nhưng với chỉ số dứt điểm chỉ có 96, cũng đồng nghĩa với việc anh em cần phải nắn nót nhiều, tránh ra chân vội vàng với Alonso. Khi cựu sao của Liverpool có một góc đủ rộng, trực diện khung thành và một tư thế dứt điểm chuẩn chỉ, Alonso sẽ dễ dàng hạ gục GK của đối thủ. Nhưng vấn đề là không có nhiều tình huống kiểu như vậy. Bởi như mình đã đề cập, Alonso tương đối lùi sâu, cũng như với khả năng đi bóng có phần hạn chế, nên khi áp sát khung thành đối thủ, Alonso cũng không dễ để có thể xoay sở và tự tìm ra cho mình một vị trí cũng như tư thế dứt điểm thuận lợi, nhất là khi chinh chiến ở mức răng cao hay đối mặt với những hàng phòng ngự số đông. Tổng kết lại, điểm mạnh nhất của Alonso là khả năng phân phối bóng thượng thừa, và đó sẽ là lý do chính để anh em quyết định nên tẩu Alonso về hay không. Nhất là với những anh em team Liverpool hay Tây Ban Nha, việc có Alonso sẽ giúp việc chuyển đổi trạng thái nhanh và chuẩn xác hơn. Và đó là bài review của mình về Xabi Alonso phiên bản CC. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.